Hòa Lý xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Bản tin Hòa Thiện Đốn. Hôm nay Chủ nhật 2 tháng 6 năm 2013. Mở đầu trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời quý vị đón xem tiết mục Người Việt trên đường tị nạn với Nguyễn Thành Công cùng Đại tá Milen Trần Huỳnh để cùng chia sẻ đến quý vị những bước đường để đạt đến sự thành công của Đại tá tại Hoa Kỳ. Và sau cùng, xin kính mời quý vị đón xem buổi tiếp xúc của chúng tôi với chị Dương Kim Tran và ông Trần Văn Huỳnh để tìm hiểu về con người và lý tưởng của Trần Huỳnh Duy Thức, một doanh nhân mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam kết án với bản án 16 năm tù. Trước hết, xin kính mời quý vị theo dõi tiết mục Người Việt trên đường tị nạn. Đại tá bác sĩ không quân Huỳnh Trần Milen hiện là giám đốc của dịch vụ y khoa không quân thuộc chương trình chuyên viên y tế quốc tế, trực thuộc văn phòng toàn khoa không quân Hoa Kỳ. Cô có trách nhiệm thiết lập chính sách, hướng dẫn và giám sát cho 65 nhân viên thuộc quyền ở 15 địa điểm khác nhau trên thế giới, và cho cả hơn 250 nhân viên quân y của không lực Hoa Kỳ thuộc chương trình chuyên viên y tế quốc tế. Đại tá Milen hoàn tất văn bằng cử nhân và bác sĩ y khoa tại Đại học University of Virginia, cùng lúc theo đuổi chương trình sĩ quan trừ bị không quân. Cô phục vụ trong không lực Hoa Kỳ suốt 21 năm và hướng dẫn 30 cuộc trao đổi hợp tác về y tế ở 15 quốc gia, trong đó có 2 lần ở Việt Nam. Bác sĩ Milen Trần Huỳnh, tên Việt Nam là Trần Thị Phương Đài, là ái nữ của cựu bác sĩ quân y binh chủng dù quân lực Việt Nam Cộng Hòa, bác sĩ Trần Đoàn và dược sĩ Phan Thị Nhơn. Cô Milen Phương Đài tròn 8 tuổi khi Sài Gòn thất thủ. Sau khi cha cô được trở về từ tù cải tạo, thân mẫu của cô cùng với 3 gia đình khác đã tổ chức đưa gia đình vượt biển từ Nha Trang. Sau 6 ngày đêm trên biển cả, gia đình cô đặt chân đến trại tạm cư Phi Luật Tân. 31 năm sau, Đại tá Trần Huỳnh tổ chức công tác nhân đạo giúp đỡ đồng bào bất hạnh ở Việt Nam. Cô triệu tập 45 bác sĩ, y tá, nha sĩ cùng các chuyên viên từ 7 tổ chức khác nhau gồm cả không quân và lục quân Hoa Kỳ và các nhóm nhân sự vụ Mỹ lẫn Việt. Trong vòng 6 ngày dài làm việc, toán công tác đã thực hiện những cuộc giải phẫu và săn sóc y tế, giải phẫu tim cho hài nhi, khám chữa răng, chữa mắt, bệnh tim và huyết áp cao, cấp phát kính đọc sách và biên toa thuốc cho hơn 10.000 bệnh nhân. Toán công tác đã xây dựng lại hạ tầng cơ sở cho các trường ốc. Toán chuyên viên y tế Hoa Kỳ cũng đã giảng dạy cho các bác sĩ nhãn khoa cùng với sinh viên y khoa Việt Nam, trao đổi về kỹ thuật giải phẫu với Việt Nam và thuyết trình kiến thức y khoa tại Trường Đại học Huế. Bác sĩ Milen Phương Đài được Thiếu tướng Không quân Byron Hepburn vinh thăng Đại tá bác sĩ quân y không quân vào năm 2010 với sự chứng kiến đầy hãnh diện của song thân cùng phu quân là kỹ sư Huỳnh Quốc Thành và 3 con trai. Xin trân trọng kính chào quý vị. Quý vị vừa theo dõi đoạn video ngắn về chân dung của một người Việt tị nạn thuộc thế hệ thứ 2, Đại tá Trần Huỳnh Milen. Đánh dấu tháng di sản người Mỹ gốc Á Châu Thái Bình Dương, cũng là ngày lễ mẹ vừa mới qua và ngày lễ của cha lại sắp đến. Chương trình Người Việt trên đường tị nạn hôm nay xin được gửi đến quý vị cuộc mạn đàm với Đại tá quân y Trần Huỳnh Milen để được cô chia sẻ về di sản nguồn cội Việt Nam cùng giá trị gia đình mà cô được trao truyền từ ba mẹ và quê hương đã hỗ trợ cho cô như thế nào để cô đạt được sự thành công và làm vẻ vang tập thể người Việt trên vùng đất tự do hôm nay. Xin trân trọng kính chào Đại tá Trần Huỳnh Milen. Trước hết, Milen xin kính chào khán giả đài SBTN. Xin chào anh Công. Đại tá còn nhớ được những gì trong một cái hành trình 6 ngày vượt biển mà lúc đó đại tá là cô bé Phương Đài mới lên 9 tuổi không? Dạ. Hồi đó Milen còn nhỏ nên không có biết là mình đang vượt biên. Thì ba mẹ, mẹ có tổ chức vượt biên, nhưng mà mình hồi đó tưởng là đi chơi, đi đảo thôi. Nên một sáng sớm đó ra biển Nha Trang, xong lên tàu. Rồi đi mà khi đó cũng rất nguy hiểm, cũng gặp bão. Thì Milen hồi đó nhỏ nhưng bị
say sóng nên ói mửa rất nhiều. Nhưng mà có nhớ những ngày gần tới Phi Luật Tân á, thì có gặp cá heo, nó đi theo tàu giống như là hướng dẫn tàu mình tới chỗ an toàn. Được biết là để tạo dựng một cái cuộc sống của một gia đình tị nạn đó, thì ba mẹ của đại tá là ông bà bác sĩ Trần Đoàn đã phải phấn đấu rất là nhiều. Thì xin đại tá chia sẻ một vài điều đáng nhớ của đại tá về những cái cố gắng và hy sinh của ba mẹ, và những điều này ảnh hưởng gì đến cái nỗ lực, cái cố gắng của đại tá sau này đã được đạt được tới ngày hôm nay hay không? Dạ, dạ thưa anh Công, hồi đó thì khi ba mẹ qua đây thì giống như những người Việt mình qua Mỹ, hồi đó thì ai cũng phải bắt đầu như là bắt đầu từ số 0 để thành lập lại cái đời sống trong gia đình. Hồi đó ba Milan phải thi bằng bác sĩ lại, thì cái đó phải học nó gọi là TOEFL exam. Thì mỗi lần nhớ là trong phòng ngủ của ba là để giấy học mà dán đầy tường hết, xong tối nào thì ba cũng học, rồi sau đó là đi làm việc như là hút bụi, như đó là làm ở Kmart hay gì đó, hút bụi để làm thêm chút tiền để nuôi gia đình, rồi ban ngày thì cũng học cả ngày vậy. Dạ, yeah. Thì ai cũng hy sinh hết, thì gia đình Milan cũng rất được may mắn được dì Tiêu, chú Hoàng bảo lãnh, cũng nhà thờ của Mỹ bảo lãnh qua, và cộng đồng Việt Nam cũng giúp đỡ rất nhiều. Chắc là Milan cũng không quên nhắc tới cái cố gắng của mẹ ở Việt Nam, bà là một dược sĩ. Nhưng mà qua bên này với hoàn cảnh khó khăn đó thì chắc bà cũng đã hỗ trợ cho ba Milan và cùng với mấy anh chị em của Milan rất là nhiều, phải không? Dạ đúng rồi, hồi xưa ba mẹ là dược sĩ nhưng mà qua đây thì mẹ giúp ba làm phòng mạch. Hồi trước làm phòng mạch ở Fairfax thì cũng phải giúp đỡ trong gia đình rất nhiều. Như vậy thì khi còn nhỏ, khi Milan nhìn thấy những cái cố gắng của ba mẹ như vậy, cái điều đó nó có ảnh hưởng gì tới những cái sự cố gắng của Milan sau này cho cái tương lai của Milan hay không? Dạ, thì Milan lớn lên thì cũng có làm chút trong phòng mạch của ba. Thì hồi đó nhỏ học trường trung học thì mình chỉ được làm thư ký thôi. Thì Milan thấy mấy bệnh nhân đi vô, thì hồi đó ba làm châm cứu, thì họ vô có khi họ đi không được, mà khi đi ra thì có thể đi thẳng. Milan hồi nhỏ đó nghĩ là mình cũng lớn lên mình cũng muốn giúp người như vậy, mà ba mẹ thì cũng phải chịu khó rất nhiều, phải để nuôi bốn đứa con nhỏ thì phải trải qua một đoạn rất khó khăn. Thì khi lớn lên Milan đi học thì thấy nếu mà ba mẹ khi 30 tuổi mà phải làm từ đầu, như là làm từ tay không làm lại được, thì mình cũng ai cũng thể làm được. Phu quân của đại tá là kỹ sư Huỳnh Quốc Thành. Yeah. Khi rời Việt Nam lúc đó đã mới có 14 tuổi và đã chứng kiến nhiều cái cảnh tượng rất là kinh hoàng trong những cái ngày cuối cùng trước khi những người cộng sản cưỡng chiếm Sài Gòn. Thì xin đại tá cho biết là có phải nhờ cái nhân duyên mà hai người lớn lên từ trong cùng một cái hoàn cảnh tị nạn để mà phu quân của đại tá đã có những cái hỗ trợ rất là quý báu và gần gũi với đại tá để xây dựng một cái mái gia đình riêng rất là hạnh phúc, và đại tá cũng có thể có thời giờ theo đuổi cái lý tưởng của đại tá hay không? Dạ, thì anh Thành với Milan thì chắc là hoàn cảnh hồi xưa giống nhau thì có thể hiểu nhau hơn. Nhưng mà trong việc Milan làm là cả gia đình cũng làm, ai cũng phải hy sinh hết. Thì anh Thành với mấy đứa nhỏ, với ba mẹ, cả gia đình phải phục vụ rất nhiều, phải hy sinh rất nhiều, Milan mới làm việc được trong quân y. Nhắc lại là khoảng 30 năm trước, lúc đó thì Milan là một cái cô bé nữ sinh trung học, mỗi mùa hè chuyên cần học tiếng Việt, và song thân của Milan là những Phật tử thuần thành. Thì xin Milan chia sẻ cái sự với khán thính giả
là sự thông thạo tiếng mẹ đẻ và được thấm nhuần cái văn hóa tâm linh cùng những cái giá trị gia đình Á Đông đó đã giúp cho đại tá được những gì và đại tá có thể đạt được để cho đại tá có thể đạt được những cái thành quả trong sự nghiệp cũng như hoài bão phục vụ cho tha nhân như vậy. Dạ, thì trước hết Milan muốn cảm ơn anh Công, hồi trước là thầy Công có dạy Milan tiếng Việt trong trường Hà tiếng Việt. Thì Milan nghĩ là mình là người sanh ở Việt Nam, mình qua Mỹ thì mình đã đem Việt Nam qua Mỹ. Tức là Việt Nam không phải là một chỗ nhưng mà là Việt Nam là trong mình. Thì đi đâu mình cũng có thể khoe cái những cái nền đẹp của người Việt, tại vì người Việt là của trong mình. Thì tiếng nói thì rất quý, rất tốt. Thì Milan cũng mong muốn là có thời giờ để học thêm tiếng Việt, không phải là cho mình để học thêm nhưng mà cho mấy đứa nhỏ với cả gia đình để nói được tiếng Việt ở nhà hơn là tiếng Mỹ. Cái đó là cái niềm mong muốn của Milan. Phần 1 của chương trình Người Việt trên đường tị nạn với Đại tá Milan Trần Huỳnh xin tạm ngưng nơi đây. Và chúng tôi xin kính mời quý vị tiếp tục theo dõi phần thứ 2 của chương trình với Đại tá Trần Huỳnh Milan trong kỳ phát hình lần tới. Dạ, cảm ơn anh Công. Chào khán giả. Kính thưa quý vị, chương trình Bản tin Hoàn Thiện Đốn sẽ trở lại với quý vị sau phần thông tin thương mại. Kính mời quý vị đón xem.